Mùa hè đã đến và đây là lúc các bạn trẻ trong lứa tuổi học sinh trải qua một năm học đầy áp lực và căng thẳng. Nhu cầu được nghỉ ngơi thư giãn và vui chơi là điều thiết thực của tuổi trẻ hiếu động. Nhưng vui chơi và nghỉ ngơi như thế nào để mang lại lợi ích cho các con em của mình? Để khi trưởng thành, các em sẽ là những công dân đủ sức khỏe, năng lực và kiến thức cho bản thân. Đây là một sự trăn trở chính đáng của các bậc làm cha mẹ. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Hiện nay, với sự phát triển không ngừng về mọi mặt của xã hội, nhất là thời buổi của công nghệ khoa học hiện đại, nhận thấy đây là một nhu cầu thực tế và cần thiết, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Thanh thiếu niên, Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã hướng dẫn cho các chùa, tu viện, thiền viện, các cơ sở tôn giáo có điều kiện tổ chức khóa tu mùa hè cho các cháu thanh thiếu niên và nhi đồng. Nhằm mang lại một khóa tu dưỡng, rèn luyện và vui chơi có định hướng để trở thành những công dân tốt cho đất nước. Đến với khóa tu mùa hè, phụ huynh cho con tới chùa học Phật, học giáo lý nhà Phật, tu tập và vui chơi dưới sự dẫn dắt của các thầy, các giảng viên có trình độ năng lực, tâm huyết và các tình nguyện viên chăm lo về nhu cầu ăn uống sinh hoạt. Đó là sự lựa chọn khôn ngoan và ngày càng phổ biến của các em và các bậc làm cha mẹ. Bản thân các bậc phụ huynh đều rất mong muốn có một môi trường tốt và phải phù hợp với nhu cầu và định hướng đúng cho giới trẻ trong cuộc sống xã hội hiện đại, để các em có thể học tập và vui chơi một cách lành mạnh. Và những hạt giống yêu thương có thể được nảy mầm trong tâm hồn các em, khi lớn lên sẽ góp phần xây dựng một thế giới bình yên, cuộc sống hạnh phúc ngay trong đời sống thực tại của các em. Hiện nay, các chương trình trong khóa tu mùa hè được ban tổ chức tính toán rất kỹ về nội dung, hình thức, thỉnh mời các giảng sư có trình độ và năng lực, đạo đức, đặc biệt chú ý đến yếu tố tâm lý để có sự tác động đến nhận thức, tình cảm của các em, góp phần hoàn thiện nhân cách cho các em trong tương lai. Thông qua những số liệu cụ thể và số lượng khóa viên tham gia khóa tu mùa hè ngày càng đông, nội dung được thay đổi phù hợp sau mỗi kỳ tổ chức và những phản hồi tích cực của quý phụ huynh, các khóa viên về những biến chuyển tốt của các em trong đời sống sau khi tham dự khóa tu. Với ý nghĩa và giá trị thiết thực của khóa tu mùa hè trong việc xây dựng một nền tảng tâm linh vững chắc, bồi đắp những giá trị tinh thần tốt đẹp cho giới trẻ trước khi bước vào tuổi trưởng thành. Trẻ hôm nay nên noi theo những phẩm hạnh, nung rèn ý chí, bồi đắp tâm hồn, trau dồi trí tuệ để có thể đem tuổi xuân, sức trẻ mà xây đắp cuộc đời. Giữ gìn, rèn luyện một thể chất khỏe mạnh, ý chí quyết tâm, tinh thần tươi sáng bằng một đời sống tiêu thụ lành mạnh, biết tiết chế sẽ là chìa khóa để khơi dậy những năng lực tinh thần và lòng từ bi để cống hiến cho cuộc đời. Hãy để trí tuệ tự phát sinh trên một nền tảng đời sống lành mạnh như vậy, chứ không phải đến từ tư duy, suy luận của tiềm cầu. Chúc các bạn trẻ có được tự nhiên trí như thế. Bây giờ chúng ta sẽ tập một tư thế nhá.
phí của chú. Hai tay của chúng ta này buông thẳng các bạn. Bye.
giờ đây thì tôi với các bạn có thể đi lấy nhá. Đây là chuồng nhé. Bây giờ thì hãy đi lấy các bạn được không? Không có gì ở lại chú nhé. Thank you.
Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nơi có thấy bầu trời trong xanh có đám mây trôi hiền hòa, sao mà thấy thân thương chúng ta tìm mỗi người một miền quê hương. Nhưng về đây ta cùng chung một chí hướng, dưới mái chùa chúng ta cùng rèn luyện, cùng nhau tu tập những điều bổ ích, sống yêu thương và học cho đi để thấy cuộc đời thêm nhiều ý nghĩa. Mùa hè đến trong mình cùng dự khóa tu tại ngôi chùa chân hoa tình thương, là người Phật tử che tôi ta phải chăm ngoan, cùng áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống. Hãy sống biết mình biết người, diệt bỏ lòng tham và thấy rằng ai ai cũng là người thân. Nhưng điều bổ ích tôi được học từ khóa tu, bạn ơi hãy tham dự cùng tôi. Nhờ thầy dạy con hiểu được lời Phật trao cho hàng Phật tử trẻ tuổi chúng con, không sát sinh hại vật và phải yêu thương, cũng chẳng được tự ý lấy đồ của ai. Trong tình yêu là phải thương yêu chân chính để không làm buồn lòng người thương, không nói dối uống rượu cuộc đời an vui, từ nay muôn loài đều hạnh phúc. Mùa hè đến trong mình cùng dự khóa tu tại ngôi chùa chân hoa tình thương, là người Phật tử che tôi ta phải chăm ngoan, cùng áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống. Hãy sống biết mình biết người, diệt bỏ lòng tham và thấy rằng ai ai cũng là người thân. Nhưng điều bổ ích tôi được học từ khóa tu, bạn ơi hãy tham dự cùng tôi. Dự khóa tu tại ngôi chùa chan hoa tình thương, là người Phật tử che tôi ta phải chăm ngoan, cùng áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống.